Thầy đều thấy ở họ toát lên một khí chất quyết tâm hành động một cách kỷ luật trong suốt thời gian dài, không gì cản nổi. Khi mình có thể tiến lên bất chấp hoàn cảnh thuận lợi hay không là khi mình đã quyết định được cuộc đời mình và mình có thể trở thành người mà mình muốn. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục Chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Thầy rất vui tiếp tục được kể những câu chuyện mà thầy đã từng trải qua trong cuộc đời. Và câu chuyện ngày hôm nay liên quan tới một vấn đề hay là một chủ đề mà thầy tin rằng tất cả chúng ta đều quan tâm, đó là làm thế nào để phát triển bản thân dù hoàn cảnh không thuận lợi. Rất là nhiều lần trong cuộc sống thì chúng ta đều có những hoài bão, chúng ta đều có những ước mơ, chúng ta đều có những cái niềm hy vọng về tương lai của mình. Chúng ta nhiều khi bắt đầu một dự án nào đó, chúng ta ra một quyết định để mình sẽ thay đổi, sẽ học một kỹ năng, sẽ phát triển thêm về một khía cạnh nào đó. Để rồi chúng ta thấy, tại sao hoàn cảnh lại không thuận lợi như vậy? Tại sao vũ trụ lại chống lại mình? Tại sao tất cả mọi chuyện xảy ra dường như ngăn cản mình không thể đạt được những điều mà mình mong muốn, mình không thể trở thành con người mà mình muốn? Và sau những cái giây phút đó là một cái cảm giác thất bại, và nó thi thoảng lại còn gặp lại trong suốt cuộc đời. Hôm nay tôi chia sẻ về một tâm sự trải lòng của một học trò của thầy. Bạn là học trò lớp TOEIC Online Premium. Thì có một lần thì bạn có tâm sự với thầy rằng là bận đi công tác cho nên về nhà bận và mệt quá nên không có muốn học tiếng Anh nữa, dù bạn biết rằng nó rất cần cho mục tiêu của mình. Mỗi khi bạn mở sách ra học thì bạn lại cảm thấy rất là ngại với đồng nghiệp vì mình kém tiếng Anh. Mấy năm nay bạn tự ti khi làm việc vì mình dốt tiếng Anh hơn đồng nghiệp của mình. Chỗ làm việc của bạn lại đòi hỏi sử dụng tiếng Anh. Bạn biết là cần học như vậy, thế nhưng mà bạn vẫn cảm thấy mình có xu hướng cứ bị lười, không chịu dậy sớm, không tranh thủ thời gian để học, và để rồi vẫn buông xuôi theo bản năng. Bạn cũng trách mình và nghĩ rằng mình cần phải thay đổi, thế nhưng bạn không biết làm thế nào cả. Thầy từng gặp rất nhiều tâm sự như vậy trong suốt quãng đời dạy học của mình. Và hôm nay thầy chia sẻ câu trả lời của thầy, biết đâu sẽ có lợi, sẽ có ích, sẽ có chút gì đó hữu ích với các em, những người mà đang nghe video này. Ok, thế thầy chia sẻ phần kể chuyện của thầy nhé. Thì hôm đó thầy có trả lời bạn như sau là: em à, công việc và cuộc sống rồi sẽ có những lúc bận rộn, và đó là những khoảng thời gian giúp mình phát triển không ngừng khi sau này mình nhìn lại. Và càng bận thì mình lại càng cần dành thời gian để phát triển bản thân mình hơn, vì chính những điều mới nhận ra ở một hành trình mới sẽ giúp mình có thêm những góc nhìn mới về công việc và về cuộc sống. Và nhờ đó mình sẽ làm việc năng suất cao hơn và mình có thể sống sâu sắc hơn. Và khóa học tiếng Anh mà em đang theo đuổi cùng thầy cũng vậy. Nó không phải chỉ là giúp em đạt chứng chỉ CPA sau này, hoặc là một cánh cửa để em bước sang ngành nghề khác bớt vất vả hơn khi em muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình, mà nó là cơ hội để em rèn nghị lực và bản lĩnh để phát triển bản thân mình ngay cả khi mình bận rộn. Nghĩ như vậy, em sẽ có thêm năng lượng để khi kết thúc một ngày dài làm việc, mình lại thỏa thích thả hồn vào tiếng Anh để mình sống một cuộc đời mới. Mình sống một cuộc đời mới không có công việc, nơi mà chỉ có những niềm hy vọng và những nỗ lực của mình mỗi ngày. Người bình thường khi đi làm về
hoặc đi học về mà nhìn thấy sách tiếng Anh thì là nản, là cảm thấy mệt. Nhưng với những cao thủ thì họ nhìn thấy nó ở cuối ngày lại tràn trề động lực. Họ muốn chớp lấy cơ hội đó, họ muốn chớp lấy cơ hội nỗ lực để có thể sống khác đi, để có thể cố gắng hết mình. Khi mà đã có tư duy như thế thì việc sắp xếp thời gian học với em sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Vì dân kiểm toán như em, thầy tin và thầy thấy là luôn có tư duy sắc sảo, thông minh và có sự tập trung phi thường. Em cũng có thể tranh thủ nhiều khoảng thời gian để học, như khoảng thời gian ở trên ô tô khi đang di chuyển có thể dùng để nghe tiếng Anh. Thực ra không có rào cản nào cho việc học này ngoài chính bản thân mình, em ạ. Nếu mình cho phép mình vượt qua bức tường giới hạn của mình thì mình sẽ thành công, vươn ra ngoài thế giới bên kia, vươn ra ngoài thế giới. Về những khó khăn của em như bệnh lười, như việc chưa dậy sớm được, như cảm thấy nản lúc bắt đầu, đó là những điều bình thường ai cũng trải qua trên hành trình học một điều mới. Thầy và tất cả những người khác đều trải qua như vậy. Em cứ làm từng bước vào tuần tự, cứ đều đặn, học từng ngày, thì rồi em sẽ thấy tiến bộ dần. Và khi em nhìn thấy sự thay đổi tích cực của bản thân, em sẽ thấy có động lực hơn khi học. Sau vài tuần, em sẽ thấy ngạc nhiên khi mình có thể có thói quen mới mẻ, đó là học tiếng Anh. Về việc dậy sớm, thì mỗi ngày em hãy dậy sớm thêm khoảng 15 đến 30 phút, thì sau 1 đến 2 tuần sẽ dậy được lúc 5 giờ sáng để học. Lúc đầu dậy sẽ mệt mỏi vì cơ thể chưa quen với lịch mới, nhưng sau khi đã quen, em sẽ thích lối sống mới đó, và nó sẽ giúp cho em khỏe mạnh cho đến suốt cuộc đời. Khóa học này rồi sẽ qua đi, nhưng điều đọng lại sẽ là những thói quen mới tạo lập được, em ạ. Đó sẽ là những điều tạo nên con người mới của em. Về tâm lý ngại ngùng, xấu hổ và tự ti của mình về năng lực tiếng Anh hạn chế, cảm xúc không dễ chịu ấy là tín hiệu cho mình biết rằng mình cần thay đổi. Và thầy nghĩ là thật là tuyệt khi mà em cảm thấy khó chịu, chứ em mà lại cảm thấy thoải mái và chấp nhận cái cảm xúc đó thì thầy chịu, thì là mình bó tay rồi. Thế nhưng mà em lại cảm thấy khó chịu, đó là tuyệt vời. Mình cảm thấy khó chịu về một điều mà mình chưa bằng lòng với nó. Mình cảm thấy khó chịu vì mình chưa trở thành con người mà mình muốn vươn tới. Ngày xưa, thầy đã từng có lúc là người học kém tiếng Anh nhất lớp, và thầy đã trải qua cảm giác đó. Rồi thầy quyết định rằng không, mình không thể sống cuộc đời, không thể sống suốt cuộc đời này với cảm giác như vậy được. Mình phải trở nên xuất sắc. Rồi ngày ngày thầy học bền bỉ, âm thầm, lặng lẽ. Có những khi thầy tranh thủ học ở giảng đường đại học, bạn bè nhìn thấy thầy thì nói lời cay đắng. Thầy chỉ nói rằng các chú cứ cười anh đi, rồi sau này ra trường các chú sẽ thấy anh với các chú ai sẽ được lương cao hơn. Và rồi khi ra trường, khi còn làm kỹ sư, thầy có mức lương trong nhóm cao nhất của lớp ở những năm đầu tiên bắt đầu sự nghiệp. Mỗi lần có đồng nghiệp mà tỏ ý coi thường em chỉ cần phiên dịch cái câu nói của họ trong đầu mình, đó là: mày thách tao à? Ông thách tôi à? Chị thách em à? Là tự động là mình sẽ sôi máu lên, và mình lại có thêm nghị lực để mình học mạnh mẽ hơn nữa. Những khó khăn mà em gặp phải lúc này chỉ là những trang sức tô điểm cho thành công của em ở phía cuối con đường. Giờ
Nếu mình học không đến nơi đến chốn, thì mình sẽ mãi mãi có hình ảnh là người kém tiếng Anh và không kiên trì, vì mọi người thấy mình lôi sách ra rồi lại bỏ dở không học nữa. Ngược lại, nếu em thành công với con đường này, thì sau này cả công ty sẽ lấy em ra làm gương. Họ sẽ nói, ồ, cô bé ấy bận làm túi bụi mà lúc nào cứ hễ rảnh là ôm sách tiếng Anh ra để học, và giờ cô ấy giỏi tiếng Anh kìa. Họ sẽ nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ. Họ sẽ đến hỏi em kinh nghiệm học tập và duy trì động lực. Em biết không, những người có khí chất, kiên trì, sắt đá với mục tiêu của mình đều giành được kết quả xứng đáng và đều được tôn trọng ở trong cuộc đời. Chia sẻ đến đây, thầy bỗng nhớ về một câu nói của một nhà vô địch quyền Anh thế giới là Muhammad Ali, người từng bị phản đối chiến tranh Việt Nam mà vướng vào vòng lao lý. Ông từng nói vào những ngày tháng tuổi trẻ đó rằng: tôi ghét từng phút giây luyện tập. I hate every single minute of training. Nhưng tôi tự nói với bản thân mình, but I tell myself, rằng hãy chịu đựng lúc này, suffer now, để rồi sống cuộc đời, suốt cuộc đời còn lại, với tư cách là một nhà vô địch. And live the rest of your life as a champion. Và đó là tinh thần đã tạo nên dấu ấn của ông ở trong lịch sử nhân loại. Cả em và thầy, mỗi người đều có những mục tiêu trong cuộc đời mình. Và nếu mình có được tinh thần ấy, thì mình sẽ đạt đến mọi mục tiêu. Thầy, trong cuộc đời thì may mắn được gặp nhiều cao thủ TOEIC, IELTS. Khi gặp những cao thủ đó được chuyện trò, thầy đều thấy ở họ toát lên một khí chất quyết tâm hành động một cách kỷ luật trong suốt thời gian dài, không gì cản nổi. Khi mình có thể tiến lên bất chấp hoàn cảnh thuận lợi hay không, là khi mình đã quyết định được cuộc đời mình và mình có thể trở thành người mà mình muốn. Và cuối hành trình học tập này, em sẽ có được tinh thần ấy. Em sẽ có ánh mắt khác. Em sẽ có ánh mắt của một cao thủ. Nhưng mà từ giờ tới thời điểm đó, thầy chỉ có thể đồng hành cùng em qua các bài giảng, qua từng lời trên học bạ, qua từng trẻ chia sẻ trên Facebook lớp, và qua chuyện kể Ology thường kỳ hàng tuần, với những trải nghiệm đúc kết xương máu của suốt cả một cuộc đời của thầy. Thầy chỉ có thể làm được như vậy thôi. Còn em mới là người quyết định có đón nhận những điều đó hay không, và có hành động để khẳng định bản thân mình hay không. Đến đây, tự dưng thầy nhớ lại đến Nick Vujicic, một người không chân không tay. Trong quá trình mà soạn chương trình online, IELTS Online, thì thầy có phải nghiên cứu về cuộc đời của Nick. Thì anh có nói rằng hàng ngày có biết bao nhiêu người chán sống và muốn tự tử, có biết bao nhiêu người không nuôi nổi bản thân mình, có biết bao nhiêu người bỏ cuộc. Các bạn nhìn tôi đây, tôi không có chân, tôi không có tay. Mọi người bảo tôi sẽ không thể nuôi nổi bản thân mình. Mọi người bảo tôi không có tay để dắt vị hôn thê của mình vào lễ đường. Bảo tôi không thể ôm con mình khi chúng ngã. Bảo tôi sẽ sống cuộc đời vô dụng. Nếu tôi tin vào những lời nói dối ấy, thì giờ tôi đã không có ngày hôm nay. Có gia đình hạnh phúc, ngược đi khắp nơi, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Đó, anh Nick Vujicic, người không chân không tay, có khó khăn, gặp nghịch cảnh lớn như vậy, và còn làm được như vậy, trở thành một con người như vậy, thì mình đủ chân đủ tay, mình cũng có thể làm được nhiều điều. Thầy có lẽ sẽ kết lại bằng một câu nói của Nick. Thực ra thầy phải nghiên cứu rất là nhiều về cuộc đời của những con người kiệt xuất để tìm hiểu là vì sao họ lại có được thành công, vì sao họ lại có được những đóng góp có ý nghĩa để được đi vào lịch sử của nhân loại. Và
Ở đây là một câu nói mà Nick có trích dẫn từ một người vĩ đại khác. Thầy không nhớ tên, thầy chỉ nhớ là Nick có trích dẫn cái câu nói của người này trong một bài nói của Nick. Nó đại ý câu nói là có hai cách để mà chúng ta sống ở trên cuộc đời này. Một là bực tức vì những điều mà mình không có được. Đó là be angry for what we don't have. Hoặc là biết ơn vì những gì mà mình có. Or be thankful for what you do have, về điều mà mình có được. Và Nick chọn cách sống thứ hai, chọn cách sống biết ơn, trân trọng tất cả những gì mà mình đã có. Việc chọn cách sống thứ hai là mình trân trọng những gì mình đang có lúc này. Em đang có tuổi trẻ, em đang có điều kiện để học tập, em đang có sự bận rộn và áp lực công việc đủ lớn để mình phải thay đổi, mình phải thích nghi, mình phải nâng tầm bản thân lên. Nếu không có áp lực này thì mình sẽ cứ sống nhởn nhơ. Nếu không có áp lực này, mình sẽ cứ sống nhởn nhơ không phát triển được. Em đang có sự coi thường của người khác để em có động lực duy trì việc học liên tục cho tới ngày thành công. Em đang có thầy chia sẻ những dòng này để truyền cho em một góc nhìn mới, để em có thêm nghị lực phát triển bản thân mình. Để rồi sau này em sẽ có nhiều câu chuyện để kể, em sẽ là nguồn cảm hứng cho gia đình em, cho đồng nghiệp, cho bạn bè và cho nhiều người may mắn được gặp em trong cuộc đời. Con đường tiếng Anh này, con đường thẳng này, con đường tiếng Anh này thầy đã xây dựng bằng cả tuổi trẻ. Nó không chỉ là tiếng Anh mà còn rất nhiều cách tư duy, cách nghĩ đã làm sẵn xong rồi. Giờ em học xong khóa TOEIC Reading and Listening, chuyển sang TOEIC Speaking Writing là em đủ tự tin để em làm việc. Nếu muốn sâu hơn, em còn có thể học lên IELTS. Em cứ đi, chắc chắn sẽ đến nơi. Mình học cẩn thận một lần, một lần thôi, cho mãi mãi. Thầy chúc em thành công. Còn một điều nho nhỏ nữa thầy chia sẻ thêm trước khi kết thúc câu chuyện ở đây, đó là khi bản lĩnh và tiếng nói bên trong của mình, the inner voice của mình còn yếu và bên ngoài vẫn còn nhiều điều khiến cho mình nản lòng, thì mình cần một nguồn dưỡng chất về tinh thần để giúp mình trong một khoảng thời gian, cho tới khi mình có đủ thành tựu và đủ bản lĩnh để mình độc lập phát triển và tự tin trên từng bước đi. Vậy nên em, các em vẫn nên dành thời gian để lắng nghe chuyện kể Ology của thầy mỗi ngày đều đặn, và nó sẽ là những bước đệm, a stepping stone, những hòn đá tảng để các em đi qua chặng đường trong tranh để đến được bên kia bản lĩnh, có thể phát triển độc lập. Ok, thế thầy dừng câu chuyện ở đây. Thầy trong quá khứ cũng có những cái giây phút yếu lòng, trải qua những giây phút bị coi thường, cũng có những lần định bỏ cuộc. Thế nhưng thầy may mắn là tuổi trẻ, thời thanh niên, thời thơ ấu, thầy dành rất nhiều thời gian để đọc về những vĩ nhân, về những con người vĩ đại. Thì chính những giây phút yếu lòng đó, thì những con người ấy, những sự đam mê, nhiệt huyết, hết lòng vì khoa học, hết lòng vì nhân loại của họ, đã tiếp cho thầy nguồn sức mạnh để thầy có thể đi qua và có được ngày hôm nay. Ok, nếu chúng ta nghe video này mà cảm thấy hữu ích cho mình, hãy comment để thầy biết rằng video này có ý nghĩa cho cuộc đời. Ok, tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.